chơi chị nha. Bé Mai ơi. Dạ. Ừ, bé Mai ở đây chơi đi, rồi cô vô lấy cháo đút cho bé Mai ăn nghe dạ. chưa. Ừ. Nè, chơi cẩn thận coi chừng té. Chờ Dạ. cô chút nghe không. Dạ. Bé ơi đi chơi chị nha. Em ơi, em ơi, em đẹp quá à, chị ngủ em ngủ nha. Bé ơi. Dạ. Chú có cái này cho con nè. Dạ. Mở cửa cho chú. Dạ. Chú cho con cái bánh nè, con thích không? Dạ không, con thích ăn kem. Thích ăn kem hả? Dạ. Bây giờ kem chú để ngoài kia rồi, chú ẵm con đâu đó lấy nha. Đi. Qua em bắt được con cá đó, lát rồi em đem qua cho chị. Để nấu nha. Đó là trời. Lát kể em nghe cũng trời. Ừ, gì vậy, nhiều chuyện quá. Kem. Còn chịu khó tí xíu nữa nha. Đi chút xíu nữa là có kem rồi. Nhớ không? Không, con muốn kem, con muốn về nhà. Mày, còn nhớ má Lan không? Là má Lan nè. Không, con chịu má Lan, con muốn má Hồng mà. Má Hồng. Má ơi. Ba má tính như vậy. Nhưng mà mấy nay á, thấy con lo hậu sự cho thằng Phan nên ba má chưa có tiện nói. Bây giờ thì con đã xả tan về nhà chồng mới, cho nên ba má thấy cần phải nói với con. Ừ, chồng của con với lại gia đình bên đó đó đối xử rất tốt với con. Họ chấp nhận cho con để tang và lo hậu sự cho chồng cũ của con như vậy á là họ rất nhân hậu rồi. Đáp lại mình phải biết, sống biết điều mới được, nghe không con? Là sao hả ba má? Theo ý của ba má thì thằng Phan chồng cũ phụ bà con, chứng tỏ nó là con người vô cùng bạc bẽo. Nay thì nó bị tai nạn nó chết rồi, con cũng đã xả tan, có nghĩa là con đã làm tròn đạo nghĩa vợ chồng. Nhưng đối với bé Mai thì dù sao nó cũng là ba ruột của bé Mai, là đại tang, cho nên má nghĩ là không nên để bé Mai nó xả tan sớm con à. Ừ, con mà làm vậy đó vô tình lại làm cho con bé nó mang tiếng đại nghịch bất hiếu. Vậy con phải làm sao hả ba? Ba má tính vậy. Dù sao á thì vợ chồng con cũng mới cưới nhau có một thời gian ngắn, không thể nào đem bé Mai nó có đại tang về bên đó được. Cứ để ở đây cho ba má trông coi, khi nào con nhớ thì về thăm, muốn đưa nó đi chơi thì về rước. Để sau 2 năm xả tang rồi hãy đưa con nhỏ về bên đó. Nhưng mà chồng con với gia đình chồng con đâu có chấp nê câu nệ gì đâu ba má. Thì đó, người ta càng tốt với mình á thì mình phải càng sống biết điều với người ta con à. Cái hạnh phúc của con khó khăn mới có được, cho nên con phải ý tứ giữ gìn, phải biết tích đức nha con. Dạ. Ông bà ơi, cô chủ ơi, bé Mai nó có vô đây không vậy? Chị nói cái gì kỳ vậy? Nãy tôi kêu chị giữ nó mà. Khi nãy á, tôi đưa bé ra ngoài sân chơi, rồi tôi kêu bé đứng đó đợi tôi vô trong tôi múc cháo. Khi tôi trở ra thì bé nó mất tiêu rồi. Cái gì? Chị nói cái gì? Bé Mai. Trời ơi. Bé Mai. Mai ơi. Mai ơi. Mai. Mai ơi. Mai ơi. Mai. Anh chị ơi. Anh chị có thấy con gái của em nó cao cỡ này nè, tóc dài dài mặc áo màu xanh chạy ngang qua đây không? Mới vừa thấy cậu thanh niên phòng đứa nhỏ đi ngang qua đây tức thời luôn á. Rồi, vậy là con bị bắt cóc rồi. Mai ơi. Mai ơi, Mai. Bắt cóc, bắt cóc. Mai ơi. Con lính đi con. Con lính gì? Má Lan thương nha. Con cũng vậy má Hồng à. Dạ sao em? Con lính này, má Lan cho con ăn bánh nha. Đây bánh của con đây. Con ngoan nha, bây giờ về với má Lan. Vài bữa nữa chú dắt con về má Hồng nha. Không, con về má Hồng con. Này, nói con lại cho tôi. Này, này ơi. Này, má
con. Nó sợ nha con. Má nè, má nè. Nó sợ nha con. Cái dáng bắt cóc con nít kiểu này nó bỏ tù một gông luôn. Trời ơi, người ta đã dám bắt cóc á thì người ta còn sợ dở tù nữa. Nghe nói á, bắt cóc con nít á bán được nhiều tiền lắm. Bắt cóc gì chứ? Đứa bé đó là con của Lan. Lan rất nhớ con. Mấy người trả con về cho Lan đi. Con của ai? Con nào? Con tôi có giấy khai sinh đàng hoàng, tại sao có thể nhận bơi như vậy được? Tôi xin cô chủ, tất cả là lỗi tại tôi, là do tôi bày ra. Tôi xin cô chủ, anh Thành không có liên quan gì hết á. Lỗi gì ở đây Lan? Một người mẹ phải mang nặng đẻ đau, rồi nhìn người ta nhẫn tâm bắt con mình đi thì có lỗi gì chứ? Lan không cần phải xin gì hết, bằng mọi cách phải đòi con về. Đòi con về? Cậu đừng có nói bừa nữa. Tôi sẽ kiện cho cậu và nó ở tù mọt không? Cô chủ ơi, tôi xin cô chủ. Không phải, đừng có phá cái thịt. Tôi xin cô chủ, đừng mà. Chuyện gì? Thằng Thành nó bị bắt nhật trình, nó đăng nè bà. Bà ơi con. Nè, ngoại xin lỗi con nha. Ngoại hư quá đúng không? Ngoại để cho con bị bắt cóc. Nè, bây giờ con ăn một miếng cho lợi sức ha. Con ăn một miếng cho ngoại vui. Ăn một miếng đi. Rồi ngoại hứa là từ nay trở về sau ngoại không cho ai đụng đến cộng đồng chân của con nha. Ăn một miếng ngoại. Ôi ngoại thương mà. Con còn chưa tởn hay sao mà còn đòi ăn kem nữa? Nói cho má nghe, nó có đánh con chỗ nào không? Dạ không. Chú mua kem cho con á, mà chú nó không có lấy tiền, vậy nên ngày nào con cũng được ăn kem hết á. Con nói cái gì? Ngày nào con cũng ăn hết? Dạ đúng rồi. Mà chú đó không có lấy tiền hả? Dạ. Chị Thịnh đâu? Ra đây tôi biểu. Dạ thưa bà, thưa cô. Chị nghe cháu ngoại tôi nói hết rồi chứ gì? Có đúng như vậy không? Dạ đúng rồi thưa bà. Đó, má thấy chưa? Con nói má đuổi người đi thì má không chịu. Hèn gì con nhỏ bỏ cơm ốm nhơm ốm nhách. Nhiều khi nó bỏ bùa mê thuốc lú gì cho con nhỏ ăn nữa đó. Chuyện này chắc chắn là do con Lan bày đầu. Được rồi, kỳ này má sẽ cho hai đứa nó vô tù mà bán kem luôn. Tụi nó đã có kế hoạch tiếp cận gia đình mình ngay từ đầu, để cho con Mai ăn kem rồi bắt cóc nó. Má phải kiện cho tụi nó ở tù mọt gốc. Má đã hỏi trưởng ty cảnh sát rồi, họ nói tội này không hề nhẹ. Có điều là gia đình của mình á, muốn họ sống hay chết mà thôi. Má cho bà này vô khám luôn đi, chính bà tiếp tay cho tụi nó đó. Dạ, quan cho tôi lắm bà ơi. Cô ơi, con đừng giận quá mất khôn. Dù sao thì cô ta cũng là bà con bên ba của con. Sẵn dịp này má thay vú em luôn là được rồi. Có cái lý do này ba con không có trách phiền má. Dạ, thưa bà, thưa cô, tôi là tía của con Lan. Nay tôi lên đây là để... Để năn nỉ cho cái thằng bắt cóc cháu ngoại của tôi đúng không? Dạ, xin bà và cô ơn đức bỏ qua cho. Hai cháu nó cạn nghỉ cho nên mới làm như vậy. Đừng có bắt hai đứa nó đi ở tù mà tội nghiệp. Thì ra là ông lặn lội tới đây để năn nỉ cho hai đứa tụi nó. Muộn rồi. Không đời nào. Ông về mà lo nuôi cơm tù đi. Có gan làm thì phải có gan chịu chứ. Dạ, cô ơi, bà ơi. Dạ, thưa bà, thưa cô. Nói đi thì cũng phải nói lại. Dù sao á, bé Mai nó cũng là con ruột của con Lan, là cháu ngoại của tôi. Dạ, thằng Thành nó thấy con Lan nhớ thương con quá cho nên mới làm chuyện nông nổi.
chứ đâu có bắt cóc tống tiền ai đâu ạ. Sao? Bây giờ ông đến đây đem cái cớ đó ra để uy hiếp má con tôi à? Tôi thách ông đó, đi thưa đi. Giấy tờ khai sinh có ghi rõ hẳn thôi. Tôi tưởng ông đến đây nói sao cho tôi mát lòng mát dạ, chứ nói cái kiểu như ông thì tôi cho tù mọt gông. Đi về đi. Dạ. Đừng có làm ba cái trò vô nghĩa này nữa. Dạ thưa bà. Bà ơi, cô, ba. Dạ thưa gì? Bà. Cái gì nữa đây? Dạ tôi xin nghỉ làm ạ. Ừ, muốn đi theo tía con họ cho đủ bộ tâm sên thì đi đi, tôi không tiện. Dạ. Bé Mai. Bé Mai. Mai. Cả nhà ông lên đây để xin xỏ nữa hả? Nếu cô chịu bãi nài cho đứa cháu ngoại và cháu Lan, tôi xin đồng ý bồi thường thiệt hại bao nhiêu cũng được. Tôi sẽ không đời nào tha thứ cho cái loại bắt cóc con tôi đâu. Bà đừng có nhiều lời nữa, về đi. Tôi không thể về được. Thằng Thành là đứa cháu ngoại tội nghiệp, dù tôi có mất hết gia sản tôi cũng quyết cứu nó. Bà ơi, bà cũng có cháu ngoại, chắc bà hiểu nỗi lòng người bà này. Tôi quỳ xuống đây dập đầu van xin bà. Bà đứng lên đi, bà đừng có làm như vậy. B, có phải B vợ thằng Lâm đó không? Bà là ai mà sao biết tên cúng cơm của tôi? Đúng là B đây rồi. Con nhận ra gì không? Gì đây là... Dì Nở, vợ của chú Hồng Phát, lúc trước ở chợ Cầu Bông nè. Dì Nở? Ờ. Trời ơi, là dì Nở đây sao? Dì Nở. Dì Nở. Vợ chồng con có đến tìm dì nhiều lần, nhưng dì đã đi khỏi. Người ta nói là dì Dượng đã mất. Dì Dượng về ở dưới quê. Dượng khỏe hả dì? Dượng mất rồi con. Xin chia buồn với dì. Ngày xưa hai vợ chồng của con nghe tin dì Dượng mất, vợ chồng con cũng buồn lắm. Cứ ngỡ là suốt đời này không bao giờ gặp lại dì Dượng nữa. Gặp nhau đây là mừng rồi. Dì mong con nghĩ về tình xưa nghĩa cũ mà tha tội cho thằng Thành. Nhưng mà thằng Thành nó là gì của dì vậy? Nó là cháu ngoại của dì, là con trai của con Thắm đó. Con của dì Thắm hả? Dì chỉ có duy nhất một đứa cháu ngoại, đứa cháu từ đường của gia đình dì. Dì sinh con, nó còn nhỏ dại. Dì tốt bụng nên nó mới làm như vậy. Dì thương cho hoàn cảnh của con Lan. Còn có thể vì dì vong hồn của con Thắm. Mà đừng thưa nó ra tòa được không con? Dì nói cái gì vậy? Vong hồn của chị Thắm? Không lẽ dì ở ác nên vợ chồng con Thắm chết rồi con ơi? Không được, con không có đồng ý bãi nại cho tụi nó. Lỡ sau này nó bắt cóc bé Mai nữa thì sao? Nhưng con cũng nghe dì Nở nói rồi đó,
Thằng Thành là con của chị Thắm, là đứa cháu duy nhất của dì. Sao để nó ở tù được con? Má con nói đúng rồi đó con. Đời vô thường mà, tha thứ được thì tha đi. Nhà mình có thiếu thốn cái gì đâu mà cần tiền bồi thường của mấy người đó. Không phải là tiền mà là nợ ân tình. Chắc ông trời nghe được lời cầu nguyện ngày đêm của má, cho nên mới cho gia đình mình có cơ hội trả ơn cho dì nở đó con. Trả ơn? Bộ bà nở có ơn gì với gia đình mình hả ba? Phải, ơn lớn lắm. Một nghĩa ơn mà không mua được bằng tiền. Là ơn gì lớn dữ vậy ba? Là ơn cứu mạng. Chú ơi, chú sao vậy nè? Là đây ngồi đi chú. Chuyện gì vậy? Chú bình tĩnh, kể cho tôi nghe đi. Vợ con nó có thai lần đầu, lỡ nó bị trượt té, bây giờ nó sanh non. Vợ con mà thua mệnh hệ nào chắc cũng chết theo nó quá. Chú đừng có nói gỡ, không có nên đâu. Bây giờ chú ngồi đây cầu nguyện lạy Phật để cho mẹ con nó bình yên đi. Xin lỗi, anh có phải là người nhà của chị Nguyễn Thị Bê không ạ? Vợ tôi sao rồi bác sĩ? Vợ anh sinh xong rồi, nhưng mà mất máu hơi nhiều. Chúng tôi đang lo vì nhà thương đã hết nhóm máu của chị nhà rồi. Trời ơi, tôi lại bác sĩ. Bác sĩ làm ơn cứu vợ tôi dùm đi bác sĩ. Chúng tôi cũng đã liên lạc với các nhà thương gần gửi lên cận, nhưng họ cũng đã hết rồi. Trời ơi. Bác sĩ cho hỏi là nhóm máu của cô nhà đây là nhóm máu gì ạ? Máu ô. À, may quá, tôi cũng cùng nhóm máu ô. Nếu được thì tôi xin hiến máu cho cô ấy. Năm đó, nếu như không nhờ dì Nở kịp thời hiến máu cứu má con lúc má con đang sanh con thì má con đã chết rồi. Cho nên món nợ ân tình đó ba má không thể nào quên được. Chỉ mong có một ngày nào đó để đền đáp. Phải đó con, dì Dưỡng hồi đó thương con lắm, bồng con hoài à. Con có nghe chuyện má sanh con rồi bị làm băng xém chứ, được người ta hiến máu cứu sống. Không ngờ lại là bà Nở. Dì Nở đã cứu sống cả gia đình mình, ơn cứu mạng cao ngút trời xanh. Hồng à, cái ơn đó ông trời đã cho mình cơ hội trả thì mình không nên bỏ lỡ đâu con. Dạ, nhưng mà con chỉ bãi nại cho thằng Thành thôi, còn con Lan con không có tha cho nó đâu. Con à, đã thương thì thương cho trót đi, tha thứ hai đứa luôn đi con. Hồng. Cô, có sao không? Trời ơi, Hồng ơi. Cô có sao vậy? Con đau bụng quá má ơi. Nè, mày đâu? Gọi đúng tờ lẹ đi. Đứng lên. Sáng lên con. Sao đứng không cẩn thận gì con? Đau quá. Từ từ con. Đau quá má.